Khám phá nhà máy sản xuất ô tô VinFast. Khu nhà máy sản xuất ô tô VinFast thuộc tổ hợp nhà máy VinFast được triển khai trên khu đất rộng 335 ha tại khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng. Khu nhà máy sản xuất ô tô gồm các xưởng thân vỏ, xưởng sơn, xưởng động cơ, xưởng lắp ráp và xưởng phụ trợ đã được hoàn thành và đang trong quá trình lắp đặt máy. Xưởng dập sẽ được bàn giao trong tháng 10 tới. VinFast ứng dụng công nghệ 4.0 tại các nhà máy của mình, giúp cho các thiết bị và toàn thể dây chuyền ở một nhà máy được kết nối với nhau thông qua các cảm biến được kết nối qua mạng hoặc điện toán đám mây. Trong đó, phần quan trọng nhất là máy móc, thiết bị sản xuất và hàng hóa được sản xuất trong nhà máy và những công nhân, kỹ thuật viên cùng quản lý được kết nối liên tục để tương tác, tự kiểm tra và tự điều chỉnh. Từ đó liên tục nâng cao hiệu quả, tăng năng suất và chất lượng trong sản xuất. Xưởng dập với diện tích 50.000 m², công suất dập 16 chi tiết trên 1 phút. Với việc giám sát quy trình sản xuất theo công nghệ của công ty Schaeffler, Cộng hòa Liên bang Đức, các dữ liệu về các thông số kỹ thuật của nhà máy dập sẽ được thu thập trực tuyến online trong quá trình sản xuất từ các thiết bị lắp đặt trong dây chuyền. Xưởng hàn thân xe với diện tích 100.000 m², công suất 38 xe một giờ. Xưởng hàn thân xe VinFast được thiết kế và cung ứng dây chuyền bởi các đối tác đầu tư như FFT, EBZ, Hirotech, được trang bị khoảng 1.200 robot do ABB sản xuất. Khi đi vào hoạt động, dây chuyền này sẽ là nhà máy hàn thân xe vận hành hoàn toàn tự động, hiện đại bậc nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Nhà máy hàn thân xe sẽ là phân xưởng sản xuất có nhiều ứng dụng công nghệ 4.0 nhất ở nhiều phạm vi khác nhau. Xưởng sơn sở hữu diện tích 25.000 m², công suất sản xuất hơn 800 xe trên một ngày. Hệ thống quản lý không khí thông minh EcoSmart VAC của Dürr đến từ Cộng hòa Liên bang Đức hoạt động hoàn toàn tự động, cung cấp năng lượng theo yêu cầu thông qua việc ghi nhận các thông số thực trong sản xuất. Công nghệ này giúp làm giảm đáng kể lượng khí và điện năng tiêu thụ khi sấy các xe mới sơn. Một ứng dụng công nghệ 4.0 khác là bộ điều khiển robot EcoRPC, cung cấp các chức năng kiểm tra thông minh như van, phanh hoặc kiểm tra máy bơm. Xưởng sản xuất động cơ có diện tích 50.000 m², xưởng còn có dây chuyền kiểm tra chất lượng động cơ, kiểm tra nóng và kiểm tra nguội, đảm bảo 100% sản phẩm được kiểm soát chất lượng từ đầu nguồn. Các máy gia công được trang bị công nghệ 4.0 với nhiều tính năng như điều khiển thời gian thực trạng thái máy thông qua điện thoại thông minh, điều khiển từ xa ban đêm hoặc cuối tuần, phân tích lỗi máy thời gian thực. Xưởng lắp ráp và hoàn thiện xe sở hữu diện tích 200.000 m², dây chuyền được thiết kế và cung cấp bởi nhà cung cấp hàng đầu Cộng hòa Liên bang Đức Eastman với mức độ tự động cao, với các băng chuyền và xe tự hành được hoạt động liên động với nhau. Đối với xưởng phụ trợ với diện tích 20.000 m², xưởng sản xuất bao gồm sơn các chi tiết nhựa cản trước, cản sau với công nghệ sơn thân thiện môi trường, được cung cấp bởi nhà cung cấp Dürr đến từ Cộng hòa Liên bang Đức.